Rồi đúng rồi. Mẹ ơi, áo lấy của tiếp mẹ đi. cho em này. Ờ. Cả, mẹ lại cho mẹ nhé. Rồi. Không, con cứ lấy con phơi đi. Rồi. Lấy tiếp đi để mẹ phơi cho, nhanh lên. Quần áo của ca đâu nhỉ? Lại lấy đi. Rồi, lấy. Cái này chỉ em gái con chơi của em gái thôi. Con cứ phơi bình thường đi quý. Nào. Phơi nha. Còn không? Nhìn xem còn không này, mang đây mẹ phơi cho. Nào, đây Kaka nào. Đây mẹ phơi này. Rồi, để mẹ phơi nhá. Đang còn cái quần màu xanh là tè là xuống. Xuống lấy đi mẹ phơi nốt. Đi nhanh đi.